em Đức Kiêu xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh đồng hồ cổ Đức Kiêu Channel TV. Và trong phiên phát sóng ngày hôm nay thì bên em lại lên sóng và giao lưu với các bác một số những mẫu sản phẩm đồng hồ trang sức từ shop. Trong phiên ngày hôm nay thì rất nhiều những cái sản phẩm độc đáo và giá trị. Đó thì em sẽ lên sóng. Đó thì các bác xem ưng mẫu nào thì các bác hãy gọi điện qua hotline hoặc là các bác kết bạn với Zalo của shop. Đấy, để chốt đơn hàng nhé. Và mẫu sản phẩm đồng hồ đầu tiên em lên sóng và giao lưu trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ, một siêu phẩm. Một siêu phẩm đồng hồ này thì tuyệt đỉnh các bác ạ. Một chiếc đồng hồ tuyệt đỉnh luôn. Một thương hiệu One Time nhé. Đấy, một chiếc One Time này thì phải gọi là tuyệt đỉnh này. Đấy, một phiên bản dòng 57G One Time Deluxe Automatic dòng 57G các bác nhé. Và đây là một trong những phiên bản đặt hàng ngày xưa. Đấy, dành cho tổng thống các bác. Một chiếc One Time President phiên bản tổng thống nhé. Đặt hàng dành riêng cho tổng thống đeo thôi. Đó, rất là quý và hiếm các bác. Đấy. Đấy, rất là may mắn và được sở hữu chiếc đồng hồ One Time trong bộ sưu tập và ngày hôm nay lên được giới thiệu cho các bác. Một chiếc One Time cổ. Đấy, thương hiệu Thụy Sĩ chính hãng. Những phiên bản thập niên năm 1960. Đấy, đây là một chiếc One Time 57G máy cơ tự động. Size mặt thì rất là to các bác nhé. Chiếc này size là 38 này. Một chiếc đồng hồ cổ mà size 38 gần như là rất là hiếm có, khó gặp rồi. Đấy, và nó đẹp, nó mới tinh như thế này. Các bác nhìn chiêm ngưỡng cho em đi ạ. Mặt thiết kế, mặt trải tia từ góc 6 giờ. Các bác có thể nhìn thấy tất cả mọi tia ánh sáng nó đều phát ra từ góc 6 giờ. Nó trải toàn cái phần mặt số đồng hồ luôn nhé. Trải dài trên mặt đồng hồ luôn. Và thiết kế có một ô cửa lịch góc 3 giờ đấy, lịch tài và góc 12 giờ ô lịch thượng đấy, lịch vòng cung, lịch thứ này các bác, đây là lịch ngày nhé. Và kính là kính zin có lúc soi đấy. Một chiếc đồng hồ One Time phiên bản tổng thống. Chiếc này thì gần như là độ mới hoàn hảo các bác ạ. Đấy, có thể nói chiếc One Time này một chiếc đồng hồ hàng xưa đã qua sử dụng, nhưng mà độ mới của nó thì phải gọi là tuyệt vời luôn. Zin cả dây nữa các bác. Đấy, dây bọc vàng có khóa bấm, zin cả dây. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn các bác, không một tì vết nào cả. Đấy, các bác chơi hàng cổ hàng xưa mà kiếm được những chiếc đồng hồ nó đẹp, nó mới như thế này rất là khó kiếm nhá. Đấy. Bộ dây của nó dây chun bọc. Và dây này là dây kim loại các bác nhé. Bộ dây kim loại bọc vàng có khóa. Đấy, bao giờ nó đồng bộ, nó lên chất. Qua nhìn em lên tay. Đấy, nước bọc vàng, sáng mới, kính cong. Đấy, sáng đẹp, long lanh luôn. Đấy, đeo lên tay không khác gì những chiếc đồng hồ vàng đúc các bác. Đây là một trong những phiên bản kỷ niệm rất là hiếm có các bác. Zin 100%, độ mới của chiếc này thì lên tới khoảng 99% các bác nhé. Đấy, chơi hàng cổ mà nó còn như thế này thì phải gọi là quá đẹp rồi các bác. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Zin 100%, tất cả máy móc này, nguyên bản này, núm này, dây khóa này, mặt mũi này, kim cọc số này. Đấy, tất cả chiếc đồng hồ nó nguyên bản hết từ bên kia gửi về. Đấy, và các bác biết là giá trị của những cái phiên bản này nó không hề rẻ một chút nào các bác nhá. Nó rất là đắt đấy, không hề rẻ đâu. Đấy, đây là những phiên bản siêu tầm. Đấy, đã rất là nhiều chân kính rồi. Đấy, còn là phiên bản One Time tổng thống nữa, President tổng thống này. Các bác nhìn chiêm ngưỡng cho em chiếc One Time mà nhìn nó mới lắm các bác. Nó mới, nó đẹp lắm. Đấy. Không một vết xước xác bong chóc nào cả. Đấy. Gần như là đập hộp. Những cái mẫu này là mẫu trưng bày hàng sưu tầm. Chỉ có để trưng bày nó không đeo các bác ạ, nên nó mới như thế này. Đấy. Đẹp lắm. Mã số 1 trong phiên ngày hôm nay cho một siêu phẩm One Time phiên bản tổng thống các bác nhé. Đấy. Mã số 1 trong phiên ngày hôm nay bên em giao lưu với các bác chiếc One Time là 7 triệu đồng ạ. Đấy, một mức giá rất là tốt cho những phiên bản này các bạn. Thật sự luôn, đeo chiếc đồng hồ này lên tay. Đấy, chưa bao giờ em gặp một chiếc đồng hồ nào mà như thế này các bạn nhé. Các bác có thể gặp rất nhiều chiếc One Time 57G, nhưng mà phiên bản tổng thống thì cực kỳ hiếm. Đặc biệt là nó còn hai ô lịch nữa luôn. Đấy, rất hiếm các bác. Đấy, bên bạn dành riêng đặt hàng cho tổng thống thôi. Chốt cho em mã 1 ngày hôm nay nhé. Em để cho các bác là 7 triệu đồng.
một mã hàng sưu tầm cực kỳ hiếm có và gần như là mẫu này tuyệt chủng ngoài thị trường rồi các bạn. Đấy, em may mắn có cơ hội được sở hữu. Đấy, vừa chơi vừa lên để review và giao lưu với các bác. Chốt cho em trước one time ngày hôm nay nhá. Mã 1 là 7 triệu. Tiếp theo em lên mã số 2. Mã số 2 là một chiếc đồng hồ thương hiệu OP. Đấy, một chiếc Olympialus, một phiên bản chính hãng đến từ Thụy Sĩ các bác. Đấy, chiếc OP Thụy Sĩ này. Đấy. Chiếc này thì thiết kế phong cách trẻ trung, size là 36 nữa. Size mặt là 36, phần niềng nó đính phun đá này. Thứ nhất là niềng đính phun đá. Đấy, kính sapphire. Kính sapphire chống xước. Đấy, chạy bộ máy bim dòng 2 kim rưỡi, kim rốn đang chạy góc 5 giờ. Đấy, kim rốn là ở cái vòng tròn góc 5 giờ này các bạn. Chiếc OP zin cả dây cả khóa các bác nhá, zin cả dây cả khóa luôn. Đó, lớp vỏ mạ vàng, đáy là thép inox. Mới, sáng đẹp, lúm lại thiết kế rất là độc đáo góc 2 giờ. Đấy, một chiếc OP chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Các bác nhìn cái chiếc này nó mới, nó đẹp. Đấy, thật sự luôn, nó mới, nó đẹp. Đấy, đặc biệt là form của nó mỏng các bác. Đấy, mặt trải tia từ tâm nhá, mặt trải tia từ tâm phát sáng. Đấy, bộ kim cọc mạ vàng. Đấy, bộ kim cọc mạ vàng rồi. Đấy, dây khóa mạ vàng luôn. Đấy, zin nguyên hết nguồn củ. Chiếc OP, nếu như các bác nào yêu thích sự đơn giản nhẹ nhàng, đính đá, mang tính sang trọng, đeo trên tay chiếc đồng hồ kết hợp với những bộ sơ mi cùng với quần âu, rất lịch lãm các bác nhé, rất nhẹ nhàng lịch lãm. Đấy, chốt cho em chiếc OP ngày hôm nay, một phiên bản chính hãng đến từ Thụy Sĩ, mã số 2. Mã số 2 bên em đang giao lưu với các bác là 1.900.000 đồng nhá, 1.900.000 đồng cho chiếc OP này. Zin 100% mới keng luôn. Đấy, liềng đính phun đá. Đấy, các cọc số tia, kim cọc tia thanh mạch đẹp. Đấy, em để cho các bác mã số 2 1.900.000 thôi, chốt cho em mã số 2 này. Cho chiếc OP. Mã số 3 trong phiên hồi hôm nay là một chiếc đồng hồ Orient nhá. Đấy, một chiếc đồng hồ Orient chính hãng đến từ Nhật các bác ạ. Đây là một trong những phiên bản form này là form vuông. Orient form vuông các bác nhá. Đeo trên tay một chiếc đồng hồ form vuông thì rất là khỏe khoắn luôn. Đấy, em đo size là 36. Chiếc này form tanh nhưng mà form vuông đó. 36 mà nhân với cả 47, chiếc này form tanh các bác. Đấy, chiếc Orient form tanh nhá. Một phiên bản chính hãng đến từ Nhật. Thiết kế mặt số của nó rất là độc đáo. Đấy, cực kỳ nghệ thuật. Mặt thiết kế hai lòng với các cái ô vân, đấy, vân caro nổi 3D kết hợp với vòng cung. Đấy, vòng cung là để chỉ vòng cung là để chỉ lịch thứ các bác nhé, lịch thứ. Đấy, lịch thứ này, đây là đang chỉ là thứ tư. Đấy, đấy, hai nấc, nấc một là để xoay lịch ngày. Đấy, còn các bác muốn chỉnh lịch thứ thì các bác phải xoay 24 giờ. Đấy, xoay 24 giờ nó sẽ nhảy, nó sẽ nhảy lịch các bác nhé, lịch thứ. Còn lịch ngày thì các bác xoay xoay lúm này là xoay lốc 1 này. Đấy, đấy, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, còn cái ô ngoài cùng này này các bác này, cái ô ngoài cùng này này, nên nó hiển thị cho mình là ví dụ như là đang là buổi sáng hay là buổi chiều các bác nhé. Đấy, để giúp được tiện phân biệt ngày và đêm. Đấy, ví dụ là các bác đang xem giờ nhưng mà ở nước ngoài không biết đây là mấy giờ. Đấy, ngày và đêm thì nó sẽ hiển thị ở đây. Ví dụ đây là đang là 4 giờ sáng này. 4 giờ 35 phút buổi sáng này. Đấy, rất là dễ sử dụng. Chiếc Orient một phiên bản chính hãng đến từ Nhật. Zin nguyên bản cả dây cả khóa luôn các bác nhé. Zin cả dây cả khóa. Đấy, Made in Japan Orient Goscore. Đấy, đằng sau chuyện khắc logo chuẩn chỉ. Đấy, chiếc này size to lắm các bác. Đẹp lắm. Lên tay. Dây thì nó còn một đoạn thôi các bác, tay khoảng 17 năm các bác đeo vừa nhá. Đấy, em lên tay các bác xem, đeo nhìn trông cực kỳ khỏe khoắn, mang tính nam tính, mạnh mẽ, cá tính. Đấy, thiết kế những cái form đời mới, trẻ trung, khỏe khoắn, mạnh mẽ. Đấy, chiếc Orient máy cơ tự động. Đấy, chạy bộ máy cơ tự động phiên bản chính hãng của Nhật, nội địa. Mặt trắng đẹp,
các cọc số thiết kế quanh viền, các cọc số học trò 6, 9, 6, 12, bộ kim giờ, kim phút, dạ quang. Đấy. Và ở ngoài là sơn màu xanh các bác nhé. Đấy, sơn tĩnh điện màu xanh. Đấy, tạo điểm nhấn rất là nổi bật cho cái bộ kim này. Đấy, chiếc Orden phiên bản chính hãng ngày hôm nay, mã số 3 nhé. Mã số 3. Đấy, đẹp mới keng. Em để cho các bác có 2,2 triệu thôi. Đấy, các bác cứ đi tham khảo thoải mái đi ạ. Những cái mức giá bên shop đưa ra là rất là tốt rồi. Đó, các bác còn lăn tăn về giá trị sản phẩm cũng như là chất lượng thì các bác có thể đi tham khảo các đơn vị bán hàng khác. Đó, bên em nhắc lại là sẽ không bán mặc cả nhiều đâu. Đó, các bác mặc cả 500 1 triệu. Đấy, em cái giá đấy em còn chưa đủ để em nhập vào. Đấy, huống chi là các bác mặc cả cái giá đấy thì em lãi đồng nào nữa. Đấy, trả cái giá mà để sập luôn cả shop thì còn giao lưu cái gì ạ? Đấy, các bác cứ xem kỹ đi, được thì ủng hộ. Bên em cũng không bắt ép là các bác xem là phải mua. Đó, lên video toàn quốc vừa để quảng cáo sản phẩm, vừa để đấy, giới thiệu đồng hồ cho các bác ngắm, cho em mã 3 ngày hôm nay. Chiếc Orion 2,2 triệu. Mã 4 em lên một chiếc đồng hồ thương hiệu Ulo các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Ulo đến từ Thụy Sĩ. Đấy, chiếc này mới 5 các bác ạ. Chiếc Ulo mới 5. Đấy, chiếc Ulo Thụy Sĩ đây. Mặt của nó thiết kế mặt chải tia bắt úp các bạn, mặt bắt úp, kính gần tràn viền. Đấy, nhìn nó ra mặt led. Đấy, cái phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ nó mới, mặt nó led căng luôn này các bạn nhìn, led căng. Chiếc Uno size là 33.5 nhé, size mặt là 33.5, không tình núm. Đấy, một phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ cổ xưa. Đấy, bọc vàng, đáy là thép inox các bạn, đấy là thép inox. Mặt của nó mới led căng, bộ kim cọc mạ vàng. Đấy, các cọc số đen kết hợp với cọc số mạ vàng tạo điểm nhấn. Thiết kế của những chiếc đồng hồ ngoài cổ này rất là đơn giản và nhẹ nhàng các bác. Đấy, lên cót cho các bác xem chạy. Đấy, những cái mẫu đồng hồ lên cót này thì một ngày cứ mỗi một ngày các bác vặn cót cho em, nó chỉ tích được khoảng 24-30 tiếng nhá. Đấy, nãy giờ em vặn thì mười mấy vòng rồi các bác. Đấy, còn chưa căng cót luôn. Đấy, các bác vẫn căng cót nó sẽ chạy được khoảng 24 đến hơn 30 tiếng. Đấy, chiếc đồng hồ thương hiệu Ulo. Đây là những phiên bản hàng xưa các bác, xưa chính hãng. Đẹp lắm, mới lắm. Đặc biệt đây là phiên bản mặt của nó kính gần tràn viền các bác. Nên sẽ nhìn rất là to nhá. Đấy, phần mặt số của nó các bác nhìn này nét chưa? Đấy, kính tràn viền này rất là to. Đeo lên tay những chiếc này nó nhìn nó đẹp, nó sáng lắm các bác. Nhìn nó đẹp, sáng cái đôi tay này, này. Các bác thấy chưa? Đấy. Sáng cái đôi tay luôn. Mà giá tại shop thì gọi là siêu yêu thương. Đấy, các bác chốt cho em chiếc đồng hồ Ulo ngày hôm nay nhá. Ulo mã số 4 ạ. Mã 4. Đấy, chiếc đồng hồ gần như hàng siêu tầm, trưng bày đẹp. Đấy. Các bác cứ nhận hàng bên em nhá. Em mô tả rất là chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận. Đẹp là đẹp các bác ạ. Mà xấu là xấu. Mà em cũng nói rõ luôn nhá, các bác mua hàng các bác xem kỹ rồi mua. Đấy. Các bác đừng có vội đặt rồi vội chốt xong rồi đến lúc đấy xong rồi lại không nhận hàng rồi lại đấy, rất là khó nói chuyện các bác. Đấy. Bởi vì một cái sản phẩm em lên chỉ có một chiếc duy nhất mà rất nhiều các bác hỏi em không bán được hàng sẽ rất là ảnh hưởng đến shop. Đấy. Chốt cho em chiếc Ulo ngày hôm nay mạ 4 nhá, 1,8 triệu. 1,8 triệu đồng. Đấy. 1,8 triệu này. Theo mã 5. Mã 5 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Rony. Một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Thụy Sĩ. Đấy, chiếc đồng hồ Rony các bác nhé. Đấy, một chiếc đồng hồ Rony. Đấy, chiếc này vàng đúc các bác. Vàng đúc nguyên khối 9K. Một phiên bản vàng đúc 9K các bác. Nào qua một chút. Đấy. Đẹp lắm, mới tinh luôn. Mới tinh luôn, kèm thêm cả bộ dây chun bọc vàng nữa. Đấy. Nhìn các bác thấy mê không? Thực sự thì những cái phiên bản này nó rất là mê các bác. Đấy. Không những cái chất vàng, cái nước vàng nó đẹp. Đấy. Mà thiết kế của những phiên bản đồng hồ cổ này, cái form. Đấy. Thứ nhất là size nó không to. Đấy. Size nó vừa phải.
Đấy, vừa phải với tay các bác Việt Nam mình, tay nhỏ nhỏ. Đấy, thứ hai nó là chất liệu bằng vàng đúc, nó bền bỉ, thời gian đấy, đeo vĩnh cửu luôn. Với những cỗ máy Thụy Sĩ hàng xưa này đấy, mấy chục năm rồi mà đến bây giờ các bác nhìn này, nó vẫn còn chạy, nó vẫn còn tốt, nó vẫn còn mượt thế này. Chiếc này size mặt của nó là size 32.5 nhé, size mặt là 32.5. Máy cơ cót 17G, máy cơ cót tay 17G, một chiếc Rony mới tinh luôn. Đấy, hàng gần như vừa xuất xưởng. Chân càng này các bác nhìn này, chân càng dài miên man vô tận, xong lại còn cọc ôm tay nữa. Đấy, chân càng dài cọc ôm tay. Thiết kế form, form nó form tròn cổ điển classic, dây chun mọc vàng đẹp. Đấy, dây chun mọc vàng này. Đấy, em lên tay các bác xem nhé. Đấy, lên tay cho các bác xem chiếc đồng hồ Rony, một phiên bản vàng đúc. Đấy, vàng thì càng ngày càng lên giá các bác, vàng thì ngày một lên giá. Và chơi những chiếc đồng hồ vàng đúc này vừa tích của vừa tích vàng. Đấy, là món trang sức đeo lên tay hàng ngày, phục vụ công việc, phục vụ cuộc sống. Đấy, vừa thể hiện cá tính đam mê. Đấy, khoe những món hàng của mình. Đấy, các bác chốt cho em chiếc Rony ngày hôm nay mã 5 nhé, mã 5 chiếc vàng đúc. Đấy, nguyên khối 9 carat gold, thương hiệu Thụy Sĩ chính hãng. Chốt cho em mã 5 trong phiên ngày hôm nay cho chiếc Rony. Em để cho các bác là 7.8 triệu. 7.800.000 đồng à? À, mức giá rất là tốt cho những phiên bản vàng đúc để cho các bác chơi. Chốt cho em mã số 5 trong phiên ngày hôm nay, rẻ thô rồi luôn rồi các bác nhá. Đấy, hôm nay lên toàn hàng đẹp, hàng tuyển. Đấy, cho cả nhà mình cùng chơi. Đấy, mã số 6 em lên còn một chiếc đồng hồ còn mới tinh hơn nữa các bác. Đấy, chiếc Guru nó còn mới tinh hơn nữa luôn. Đấy, cái mẫu sản phẩm bên em lên giao lưu với các bác thì các bác lưu cho một chút nhá. Đấy, lại là hàng em là hàng đẹp, hàng tuyển, hàng chọn, không phải một như một số các shop khác. Đấy, các bác đừng so sánh giá nhá, đừng so sánh giá cả, và em cho các bác đi so luôn. Đấy, các bác mua được ở đâu những sản phẩm đẹp, độc, chất lượng, zin nguyên bản mới như thế này với những cái mức giá tại shop luôn đó. Còn những cái mức giá mà rẻ hơn thì các bác hãy cẩn thận xem lại nhá. Đó, chiếc Muru đẹp xuất sắc như thế này, một phiên bản hàng xưa. Đấy, mới ơi là mới, size to đùng luôn các bạn, size 36 này, size mặt là 36, không tình núm nhá. Hôm nay lên rất là nhiều cái mẫu đồng hồ size to, vỏ đẹp, bọc vàng. Các bác yêu thích mẫu nào, ưng mẫu nào thì các bác chốt. Đấy, đặc biệt là phải vừa túi tiền mình các bạn. Đấy, vừa túi tiền mình thích. Đừng các bác đừng cố quá, đừng cố sức quá chơi những cái mẫu nó đắt, nó không vừa túi tiền. Đấy, chơi thì nó không sướng đâu. Chiếc Muru 25G, máy cơ tự động automatic, mặt trắng. Đấy, mặt thiết kế led căng luôn, led căng chưa. Đấy, nước vỏ bọc vàng sáng tinh tương. Đấy là thép inox sáng kính cong. Đấy là thép inox, một phiên bản Muru hàng xưa cực kỳ chất lượng các bác nhé. Size 36, chiếc đồng hồ cổ mà size to thì gần như là rất là ít. Thỉnh thoảng em mới về thôi, không có nhiều đâu các bác, không có nhiều đâu. Lên tay cho các bác xem này, rất là nổi, cái nước bọc vàng nó rất là nổi và phát sáng. Chiếc Muru một phiên bản hàng xưa. Đấy, chiếc này tự động còn mỏng các bác, mỏng đẹp rồi. Máy cơ tự động 25G nhá, size 36, nước bọc vàng siêu mới, chân càng thiết kế xoắn, tạo điểm nhấn cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng. Chốt cho em mã số 6 cho chiếc Muru ngày hôm nay. Mã 6 bên em giao lưu với các bác là 2.500.000 đồng nhá, 2.500.000 đồng cho phiên bản Muru này. Bọc vàng size to, máy tự động chính hãng đến từ Thụy Sĩ, đẹp như thế này. Đấy, các bác không chơi thì chơi món gì nữa. Tiếp theo lên mã 7. Mã 7 trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Puma. Đấy, một chiếc đồng hồ thời trang từ hãng Puma nhé, hình con báo này. Đấy, hình con báo này.
Chiếc này thì đeo trên tay nhìn trông nó rất là độc dị lạ. Đấy, form là form vuông nhá. Đấy, form là form vuông này, mặt đen, thiết kế bao công với chỉ có 3 cốc số thôi, 369. Góc 12 giờ là logo hình con báo. Đặc trưng của hãng thương hiệu Puma. Đấy. Đấy. Chiếc này thì chơi quả dây luồn các bác nhá, quả dây luồn. Cái bản dây ngang bằng với cả đồng hồ luôn các bác, ngang size luôn. Size đồng hồ là 35 thì bản dây lấy chắc phải khoảng 3 gần 35 các bác. Đấy. Cũng phải gần 35, ngang với size đồng hồ luôn. Đấy. Đeo trên tay thì đấy. Khóa zin này. Dây này chắc không zin các bác, khóa zin thôi. Đấy. Các bác sẽ đeo lên tay cũng không khác gì chiếc vòng tay. Đấy. Khó luôn các bác. Đợi một chút. Đây. Các bác thấy em đeo lên tay không khác gì một chiếc vòng tay cả. Thấy chưa? Đẹp chưa các bác? Đây là dây này là dây da các bác, không phải dây cao su đâu, dây da. Đó, đeo lên tay thì tại vì cái bản dây nó to quá. Thì nhìn đâm ra là đấy, nó như là một chiếc vòng tay, vòng đeo dây đeo tay. Đấy, kết hợp thêm đồng hồ nữa đẹp. Đấy, chiếc Puma điểm nhấn ở hai bên phần ngang của vỏ thân đồng hồ, phần vỏ. Đấy, là có đính phun đá. Đấy, được đính phun đá các bác nhá. Đấy. Chiếc Puma ngày hôm nay chạy bộ máy pin các bác, máy pin dòng 2 kim. Mã 7, em để cho các bác chiên 700 nhá. 700.000 đồng thôi. Giá siêu tốt. 700 chốt cho em mã số 7 trong phiên ngày hôm nay cho chiếc Puma. Theo lên mã số 8 này. Mã 8 là một chiếc đồng hồ thương hiệu Engin. Chiếc đồng hồ thương hiệu Engin các bác nhé. Chiếc Engin đến từ Thụy Sĩ. Đấy, chiếc này bọc vàng toàn thân các bác. Đấy, bọc vàng 10k gold fill toàn thân ở đằng sau đáy đây. Đấy, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hàng xưa, bọc vàng toàn thân. Size là 33.5 các bác. Size mặt là 33.5 không tính núm. Mặt thiết kế mặt trắng. Mặt trắng này. Gắn một bộ dây, dây này dây đà điểu các bác. Dây đà điểu. Chiếc Engin được thiết kế rất là đơn giản. Đấy, với phần mặt số của nó mặt trắng. Mặt trắng 3 kim. Đấy, các cọc số học trò kết hợp cọc số tia mạ vàng. Chiếc này chạy bộ máy cơ cót các bác nhá, dòng phiên bản dòng cơ cót, cót tay. Đấy, em lên cho các bác xem lên tay. Đấy, chiếc đồng hồ cổ thì đeo nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, cực kỳ nhẹ nhàng, đơn giản. Nó mang cái nét hoài cổ. Đấy, nét thằng sưu tầm. Bọc vàng toàn thân, máy cơ cót. Xe mặt chiếc Engin là size 335 này. Đấy, chốt cho em mã số 8 trong phiên ngày hôm nay nhé. Mã số 8 bên em đang giao lưu với các bác chiếc Engin với mức giá là 2 triệu 2 triệu thôi. Đấy, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ bọc vàng size to. Đấy, chân càng độc đẹp. Đấy, em để có 2 triệu thôi, chốt cho em mã 8. Em lên mã số 9 trong phiên ngày hôm nay. Mã số 9 là một chiếc vòng. Đấy, một chiếc vòng đeo tay các bác nhá. Chiếc vòng này rất là to. Đấy, vòng này bác nào tay to thì các bác chốt đeo thì sẽ rất là ok. Bởi vì đường kính của nó rơi vào khoảng 21 ly cơ. 21 ly. Đấy, chiếc vòng này là chiếc vòng đá mắt thổ các bác nhá. Đấy, một chiếc vòng đá mắt thổ. 21 ly liền các bác, to đùng này. Đấy, và các bác biết là cái dòng đá thiên nhiên này. Đấy, nó cái màu sắc của nó rất là đẹp bởi vì khi mà mình chiếu ánh sáng, khi mà mình chiếu những ánh sáng vào thì nó sẽ phát sáng ở trên viên đá này. Đấy, nó sẽ tùy độ mà nó sẽ phát sáng ở trên cái viên đá này nhá. Các bác nhìn thấy chưa, nó phát sáng này. Đấy. Nó vào đường vân của nó phát sáng thôi. Đấy, đeo lên tay. Đấy. 21 ly các bác ạ, chiếc vòng rất là to. Bình thường tầm khoảng 20 ly đổ lên thì đã rất là to rồi. Đấy, chiếc vòng đeo tay mắt thổ 21 ly.
với tròn 10 viên bi luôn, 10 viên bi 21 ly. Đấy, giá gọi là giá siêu êm. Đấy, tri ân vừa bán vừa kỷ niệm cho các bác chiếc phòng ngày hôm nay nhá. Đấy, không có chiếc thứ hai đâu các bác ạ, không có chiếc thứ hai đâu, chiếc này 21 ly. Đấy, bình thường các bác mua những chiếc vòng mười mấy ly, 10 ly, 12 ly không đã mấy trăm rồi. Đấy. Đấy, ngày hôm nay em để cho các bác chiếc này với giá 500 nhá, 500 ngàn đồng. 21 ly to đùng luôn. Viên nào chắc cũng phải 21 ly. Viên nào 21. 10 viên các bác. Chất liệu đá mắt hổ thiên nhiên các bác nhé. Chốt cho em mã số 9 ạ. Mã số số 10. Mã số 9 trong phiên ngày hôm nay là 500. Đấy. Tiếp theo lên mã 10 này. Mã 10 là một chiếc nhẫn bạc. Một chiếc nhẫn bạc đá ruby các bác nhá. Đá ruby thiên nhiên. Đấy, chiếc nhẫn này kiểu dáng của nó form là form hình elip, hình oval. Đấy, viên đá form hình oval với đường kính là 18 ly các bác. Đường kính của viên đá này rơi vào khoảng 18 ly. Đấy, thiết kế hai bên hình chiếc nhẫn là khắc hình rồng. Đấy, điêu khắc hình rồng này. Điêu khắc hình rồng, họa tiết rất đẹp. Đấy. Các bác nhìn lại xung quanh phần viền nha các bác nhá, phiền viền nhẫn thì đính phun đá. Đấy. Ở trên thì đấy, tạo khắc điêu khắc bốn góc ôm trọn lấy viên ruby. Một viên ruby đá thiên nhiên các bác nhá. Đấy. Màu nó màu đỏ đậm rất là đẹp, màu đỏ đậm. Đấy. Chức nhẫn chất liệu bằng bạc đúc nguyên khối các bác, bạc đúc nguyên khối. Đấy, chiếc nhẫn này cực kỳ to, nặng trịch luôn, nhiều bạc. Em đeo lên tay các bác thấy đẹp chưa? Đấy. Rất là sáng tay nhá. Kích đường chiếc này thì size 20 các bác. Size ngang nhẫn là size 20. Đấy, ngang nhẫn là size 20. Đấy, hai bên hình khắc hình rồng bay này, hai bên thân nhẫn rồng bay này. Đấy, phần viền bo viền. Đấy, phần viền bo viền. Đính đá. Đấy, một viên ruby chính giữa. Đẹp tuyệt vời. Chốt cho em chiếc nhẫn ngày hôm nay mã số 10. Mã 10 em để cho các bác là 1 triệu 3 nhá. 1 triệu 300 ngàn đồng. Chốt cho em mã 10 trong phiên ngày hôm nay. Đấy. Tiếp theo em lên mã 11. Mã 11 ngày hôm nay là một siêu phẩm nhẫn các bác. Một siêu phẩm, một chiếc nhẫn vàng trắng. Đấy. Một chiếc nhẫn vàng trắng xuất xứ của Hàn Quốc. Zoom lên. Các bác nhìn thấy nó có chuyện ở bên trong lòng nhẫn không? Đấy, nó chuyện Korean này. Korean 10K này. Đấy. Chuyện vàng 10K các bác nhá. Đấy, một chiếc nhẫn vàng 10K Hàn Quốc đính phun đá. Đấy, viên đá chủ chính giữa này, tiếp theo đính phun đá ở phía dưới, xong rồi ở tiếp tục thêm một hàng nữa đính phun đá. Xong lại tiếp tục ở phía bên ngang không là đính phun đá. Xong bốn góc này đính bốn viên đá nữa. Một chiếc nhẫn mà phải gọi là thiết kế cực kỳ tỉ mỉ, kỳ công các bác, đính nhiều đá vô cùng. Đấy. Đấy. Chỗ này mà là kim cương thì chết tiền luôn ạ. À. Bởi vì viên chính giữa của nó về viên kim cương trụ thì chết tiền. Đấy. Mà đá này các bác nhìn nó cũng rất là bắt sáng, rất là đẹp nhá. Đấy. Không những viên đá chủ đâu mà tất cả những cái viên đấy, nhỏ đính đấy, nó cũng đều phát sáng hết. Đeo chiếc nhẫn này lên tay thì đẹp vô cùng tận luôn. Đấy. Size ngang nhẫn là 19 các bác ạ. Size ngang nhẫn là 19. Đấy. Size ngang nhẫn là 19 em lên tay các bác xem này. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Đẹp chưa? Đấy, những cái phiên bản nhẫn ngoại bao giờ họ được làm rất là tỉ mỉ kỳ công các bác. Đấy. Đệm lót bên trong lòng nhẫn này. Đệm lót này. Đấy. Thứ nhất là nó để cho nó dễ đeo, nó trơn. Đấy. Thứ hai là nó tăng thêm độ nặng của vàng của chiếc nhẫn này, nó nhiều vàng hơn. Đấy. Một chiếc nhẫn Hàn Quốc các bác nhé, chất liệu vàng trắng. Đấy. Size nhẫn là 18.5 19. Ok. Đấy. Trọng lượng ngày hôm nay là 2 chỉ 6 các bác. Chiếc này trọng lượng là 2 chỉ 6 nhá.
hiện tại bên shop đang giao lưu với mức giá là 8 triệu à. 8 triệu đồng cho chiếc nhẫn Hàn Quốc này. Trọng lượng là 2 chỉ 6. Đẹp lắm. Đeo lên tay kết hợp cùng với cả những chiếc đồng hồ các bác thì tuyệt vời luôn các bác. Đấy. Bắt sáng như là đeo nhẫn kim cương ý. Chốt cho em mã số 11 nhá. Em để là 8 triệu các bác. Đấy, mã 12 ngày hôm nay. Mã 12 em tiếp tục lên giao lưu với các bác. Đấy, một sản phẩm mặt ông ông này là ông hôm nay là ông thần tài các bác. Đấy, hôm nay em mang tới cho các bác một ông thần tài đá ruby nhá. Đấy, ông này thì chất đá phải gọi là tuyệt đẹp các bác ạ. Đấy, đá không những trong tuyệt đẹp. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, màu đỏ tươi luôn. Đấy, màu đỏ tươi luôn, chất đá trong đẹp. Đấy, thứ hai là tạo khắc điêu khắc hình ông thần tài nhá. Đấy, đang cầm hũ tiền này và hai bên là có hai tiểu đệ này. Các bác nhìn này. Đấy, cái màu chất đá nó đẹp chưa. Đấy, em chiếu đèn qua các bác nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, về các bác, cái mẫu này các bác đi bọc vàng. Đấy, bọc vàng hoặc bọc bạc tùy. Đấy, hết ý luôn các bác. Màu đá trong đẹp. Đấy, đỏ. Hình ông thần tài. Em đo kích thước nhá. Kích thước là 5/3 các bạn, dài 5/3. Ngang là 2/8. 2/8 nhân 5/3. Đấy, một hình biểu tượng ông thần tài mang tới may mắn, tài lộc về cho gia chủ. Đấy, điêu khắc trên một phiến đá khối đá ruby, hàng thiên nhiên, đẹp. Đấy, chạm này còn hai mặt luôn các bạn, chạm cả trước cả sau luôn. Đấy, hình ông thần tài rất là nét. Đấy, bộ râu dài mũ này. Đấy, các bác chốt cho em ngày hôm nay nhé, ông thần tài chất liệu đá ruby. Đấy, mã số 12 em để cho các bác là 1.800.000, 1.800.000 thôi các bạn. Giá, mức giá siêu tốt. Mức giá siêu tốt. Đẹp lắm các bác. Đẹp không những ở màu chất đá mà còn từ điêu khắc. Hũ tiền vàng rất là to. Một sản phẩm hàng phong thủy. Hàng trang sức phong thủy. Đeo trên người. Các bác yêu thích chốt cho em mã 12 nhé. Em để cho các bác là 1.800.000 này. Mã 13 ngày hôm nay em lên trước T-Max. Một chiếc đồng hồ T-Max. Phiên bản này là phiên bản đồng hồ của Mỹ các bác ạ. T-Max là một thương hiệu của Mỹ nhá. Chiếc T-Max mặt của nó mặt trắng vân lụa sọc. Chiếc T-Max mặt trắng vân lụa sọc. Size mặt là 35. Size mặt là 35 không tính đúng ạ. Chiếc T-Max. Các cọc số thiết kế cọc số học trò quanh viền này. 3 kim, một ô cửa lịch cốc 3 giờ, bộ kim và bộ cọc số sơn đen rất là nổi nha các bác nhá. Trên nền mặt trắng vân lụa. Đấy, nước vỏ bọc vàng, đáy là thép inox. Nước vỏ bọc vàng, đáy là thép. Size 35. Hiện tại thì mẫu này mới về chưa có dây. Các bác nào chốt thì em sẽ kiểm tra ok em lắp dây cho các bác. Đấy, kiểm tra đồng hồ chuẩn chỉ, lắp dây. Đó. Chiếc T-Max ngày hôm nay mã 13 nhá. Mã 13 em để cho các bác có 800 thôi. Đây. 800 chốt cho em mã 13. Giá siêu tốt luôn. 13 này. Đấy. Theo em lên mã 14 nhá. Mã 14. Mã 14 trong phiên ngày hôm nay là một chiếc hộp một chiếc hộp nhìn như một chiếc hộp điện thoại các bác. Đấy. Nhìn như chiếc hộp Vertu ấy. Đấy. Mới còn nguyên cả series tem mác này. Đấy. Hình như là một chiếc hộp điện thoại. Đây. Đấy, còn cả sổ sách đây. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây.
chiếc hộp rất đẹp các bạn, hộp như hộp điện thoại luôn. Đấy, cùng các bác cùng em đi giới thiệu về sản phẩm này. Đây là một chiếc đồng hồ các bác nhá. Đấy, một chiếc đồng hồ thương hiệu này là thương hiệu Swiss Watch này. Đấy, Swiss Watch này được thiết kế trong một cái hộp đựng như hộp Virtu luôn, rất đẹp và độc đáo. Độ mới thì mới tinh hoàn hảo luôn các bác nhá. Nguyên hộp sổ thẻ, nguyên móc đáy này. Đấy. Đáy lộ đáy luôn. Zin nguyên hết 100%. Cái mẫu này các bác mua về làm quà tặng hoặc là các bác mua về đeo trưng bày đều được hết. Đấy, Swatch Irony Automatic. Máy cơ 23G. Đấy. Zin hết cả dây khóa các bác nhá. Cho các bác xem chiêm ngưỡng cái đáy. Đấy, còn cái phần mặt số thì phải để xốp. Review kỹ cẩn thận cho các bác. Chiếc Swiss Watch size mặt là 37 ạ. Size mặt là 37 không tính núm nhá. Đó. Thiết kế phần mặt số của nó là cái kim dây là cái kim đĩa này các bác nhìn này. Cái kim đĩa cái là cái bánh xe. Đấy, cái bánh xe kim đĩa là cái kim dây đang quay ở chính giữa này. Đấy. Kim giờ và kim phút đây các bác nhá. Kim giờ ngắn hơn, kim phút dài hơn. Đấy. Đấy, một chiếc Swiss Watch phiên bản kim đĩa. Chạy rất tít. Thiết kế mặt trắng với một ô lịch lọc cốc 6 giờ. Đấy. Logo thương hiệu triện ở trên phần dây. Đấy. Triện ở vỏ, triện ở liềng, triện ở dây. Đấy. Cái phiên bản Thụy Sĩ bao giờ nó cũng rất là chất lượng các bác nhé. Lên tay các bác xem mới tinh. Đấy. Hàng này như hàng trưng bày không sử dụng các bạn nên nó còn rất là đẹp. Đặc biệt rất độc và rất chất. Vỏ toàn thân là thép inox, sáng bóng, mềm mịn, sờ mướt mượt mượt luôn. Các nhìn bộ dây của nó, các cái mắt xích của nó cũng khá là to và nổi nhá, rất là độc đáo đấy. Đấy, chiếc Swiss Watch size 36 không tính núm nhá, size 37. Đấy, chốt cho em mã số 14 ạ. Mã 14 trong phiên ngày hôm nay. Mã 14 em giao lưu với các bác chiếc Swiss Watch với giá là 2,5 triệu. Đây. Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mới tinh, nguyên hộp zin cả dây cả khóa. Đây. Hàng này hàng trưng bày. Đây. Các bác chốt thì tất cả mọi thứ em đều gửi cho các bác này. Đây là sổ sách đây ra đây này. Đây ra đây này các bác. Đây. Các bác chốt thì liên hệ với shop nhé. Đẹp lắm các bác. Cái bao da của nó được bao hộp được nhìn như hộp vừa tu luôn. Chốt cho em mã 14 trong phiên ngày hôm nay ạ. Để cho các bác là 2,5 triệu. Tiếp theo mã 15 nhá. Mã 15. Ngày hôm nay em lên một chiếc hộp. Chiếc đồng hồ nguyên hộp đi các bác. Chiếc đồng hồ nguyên hộp mở cho các bác xem. Ái chà chà. Chiếc đồng hồ nguyên hộp các bác nhá. Đấy, chiếc này thì cổ xưa lâu lắm rồi các bạn. Nhìn cái hộp của nó, nhìn cái hộp và cái khăn lau của nó đã biết là nó cổ qua thời gian đến từng nào rồi. Đấy. Còn cả cái giấy tờ các bác Tây gửi về này. Đấy. Tất cả mặt hàng bên em mua từ bên nước ngoài hết các bác nhá. Gửi về từ bên kia hết. Đấy. Mua trực tiếp từ cửa hàng. Chắc là khăn lau này đi kèm cùng với cả cái kính này chắc là cũng lâu rồi này các bạn, cả hộp cả khăn này. Đấy. Bao nào mà chốt cái mẫu mà em lên các bác chốt thì em có như thế nào em gửi hết cho các bác, hộp khăn rồi là tất cả. Đấy, chả giữ các bác cái gì. Đấy. Em một chút để xem trước này nó là chiếc kính gì. Chuyện đây các bạn, chiếc này form giống form kính zone các bạn. Bọc vàng các bác nhá, một chiếc kính cổ bọc vàng nguyên bao. Đấy. Gọng của nó gọng quân đồi mồi các bạn, gọng quân đồi mồi. Đấy. Bọc phiền này và phần chuôi là vân đồi mồi này. Đấy.
size ngang kính là 117 các bác nhé, 117. Các bác nào mặt nhỏ thì các bác đeo vừa thôi. 117. Đấy. Có chuyện kiểu bọc vàng ở trên cầu ấy các bác này. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Bọc vàng à. AO. Có phải dòng kính cơn không nhỉ? AO. Nó có chuyện nó như có cái những cái chuyện rất là nhỏ mà không nhìn rõ. Chung nó là một chiếc kính cổ bọc vàng các bác. Đấy, nguyên bao, nguyên hộp, nguyên khăn. Đấy, gọng nó là gọng nhựa, gọng bọc vàng kết hợp với cả gọng đồi mồi các bác nhá. Đẹp lắm. Size là cái mắt này của nó đang là mắt hai tròng này. Các bác nhìn nhé, mắt của nó đang là mắt hai tròng này. Đấy, mắt hai tròng, tròng dưới này, tròng mắt hai tròng nhá. Bọc vàng đẹp lắm, không bong chóc, không xước sát các bạn, zin nguyên bản. Đấy, kính zin nguyên bản. Chốt cho em mã ngày hôm nay, mã 15 nhá. Mã 15 em để cho các bác chiếc kính này là 1.900.000 đấy, 1.900.000 đồng. Chốt cho em mã 15 cho chiếc kính phiên ngày hôm nay, mã 15. Tiếp theo lên mã 16 ạ. Mã 16. Đấy, một mã sản phẩm cực kỳ cao cấp khác. Đấy, mang thương hiệu Mavic. Một chiếc Mavic cầu đôi các bác nhá. Một chiếc Mavic cầu đôi. Hôm trước em lên một chiếc cầu đơn, các bác đã chốt rất nhanh. Hôm nay em tiếp tục lên một chiếc cầu đôi. Ngang kính là 140. Đấy, 140. Chiếc này thì dành cho các bác nào mặt to các bác chơi. Đấy, chiếc Mavic cầu đôi, bao giờ cái cầu của nó thiết kế nhá. Cầu của nó hai cầu vắt ngang, thiết kế các cái vân đường sọc ngang, tạo điểm nhấn khỏe khoắn. Đấy, bình thường thì trước hôm trước em lên thì chỉ có một cầu thôi, trước này tận hai cầu. Hai cầu bắt sang nhìn nó đẹp hơn. Nó đắt hơn các bác. Đấy, các bác nhìn thấy gọng cho đẹp chưa? Đấy, các bác nhìn thấy gọng đẹp chưa? Đó. Các đường led, các vân họa tiết cực kỳ chất. Đây. Đây. Mới lắm các bạn ạ, đặc biệt là các bác chơi những chiếc kính cổ bọc vàng nó đẹp, nó mới. Bọc vàng nó đẹp, nó mới, nguyên zin căn bản. Chơi rất thích. Những cái phiên bản kính Đức này bao giờ nó thiết kế bọc vàng hồng các bác nhá. Bọc vàng hồng, bao giờ nước vàng nó rất là sáng và đẹp. Mắt hiện tại đang là mắt màu lâu các bác, mắt màu lâu trà. Mắt màu lâu nhạt. Size ngang kính là 140 các bác. Ngang kính là 140. Chiếc Mavic ngày hôm nay, Mavic phiên bản cầu đôi, size 140. Đấy, kính cổ bọc vàng, hàng xưa nguyên bản, cực đẹp, cực chất. Đấy. Đấy. Cái sản phẩm mà em đã lựa tuyển, em đã lên giao lưu với các bác thì yên tâm. Đấy. Không đẹp, không lấy tiền nha các bác nhé. Chốt cho em mã 16 trong phiên ngày hôm nay. Đấy. Cho chiếc kính Mavic thương hiệu của Đức ngày hôm nay. Cho các bác xem hai bên gọng. Đấy. Size chuôi của nó là 140 này. Size chuôi là 140 nhá. Đấy, Mavic này. Đấy. Xem cho các bác hai bên phần bên lòng trong gọng luôn. Đó. Cực kỳ chi tiết, cực kỳ tỉ mỉ. Chốt cho em mã 16 cho chiếc kính hôm nay nhá. Em để cho các bác là 5 triệu. 5 triệu đồng ạ. Chốt cho em mã 16, khép lại phiên video clip của shop ngày hôm nay với 16 mẫu sản phẩm đồng hồ, trang sức, kính mắt, vòng tay. Đấy, rất là nhiều những sản phẩm độc đáo được lên trong phiên ngày hôm nay. Thì hy vọng là các bác xem video clip của shop, các bác sẽ ủng hộ nhiệt tình cho những mẫu sản phẩm bên em ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm. Đấy, theo dõi phiên video clip của shop. Xin chúc tất cả mọi người đó, đều giữ được sức khỏe. Đấy, luôn luôn là công việc thuận lợi, may mắn và gia đình hạnh phúc bình an. Xin chân thành cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.